vị đại diện của quý họ nhà gái. Về phía quý họ nhà trai, xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hàm và Triệu Thị Triều cùng vị đại diện của quý họ nhà trai cũng tiến lên sân khấu hoa. Xin trân trọng kính mời hai gia đình cùng hai vị đại diện của hai quý họ. Xin trân trọng kính mời sau thân phụ mẫu của đôi bạn trẻ cùng hai vị đại diện hai quý họ, chúng ta cùng tiến lên sân khấu hoa để ra mắt tất cả quý ông bà cô bác gần xa hôm nay. Và xin mời vị đại diện của quý họ nhà gái chúng ta cũng tiến lên sân khấu. Vâng, xin mời chị Lý Thị Hoa cũng tiến lên sân khấu ạ. Không biết quý vị thế nào chứ MC là thích cái bà đại diện này rồi đấy. Bây giờ quý vị thân mến, trước hết ban tổ chức tôi xin được chúc mừng cho bà chủ hôn, bởi ngày hôm nay con gái của ông bà đã vinh quang cửa nhà. Chúc cho cô dâu chú rể sau ngày cưới thì làm ăn sung túc, sinh con đầu lòng giống bố như đúc, sinh một trai một gái để có nếp có tẻ. Và chúc cho quý họ nhà trai sức khỏe dồi dào, bởi thương anh em ăn trái bưởi đào, mà đã lên sân khấu thì phải cúi chào quan viên. Hôm nay hai họ cùng bà con cô bác đoàn viên thì hãy vỗ tay thật lớn để hai họ được cúi chào hôm nay. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay con gái con trai của hai gia đình hai quý họ cũng đã trở thành vợ thành chồng, thành lập gia lập thất. Và người ta thường nói rằng trăm con sớm sớm chiều chiều, hôm nay con gái đi lấy chồng thì gia đình quý họ nhà gái cũng có đôi điều để dặn cháu con. Xin trân trọng kính mời bà đại diện quý họ nhà gái. Lần đầu tiên được đứng trên sân khấu đông người vậy, mình rất là run, có gì nói không được cho mọi người bỏ qua cho nha. Kính thưa quý ông quý bà cùng toàn thể các cô dì chú bác có mặt trong hội trường ngày hôm nay, tôi là chị gái của cô dâu. Trước hết tôi xin gửi quý ông quý bà lời chào trân trọng nhất, lời cảm ơn vì sự có mặt rất đông đủ của họ nhà trai cũng như họ nhà gái chúng tôi ngày hôm nay. Nhân dịp buổi lễ vô quy, tôi xin kính chúc cho toàn thể quý khách trong hội trường thật nhiều sức khỏe, chúc tất cả có một bữa trưa ngon miệng và chúc hai em trăm năm hạnh phúc. Tôi xin chân thành cảm ơn. Kính thưa quý vị, đúng là còn rất trẻ nhưng lời nói của bà đại diện hôm nay rất mộc mạc, rất giản dị và cũng rất chân thành, đều là ý đẹp lời lành để cho hai họ kết thành thông gia. Bà con cô bác chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để chúng ta chúc mừng. Xin một tràng pháo tay. Và đúng là thương con thì nhận rể trao dâu, sau đây họ nội cũng có đôi câu để đáp từ. Xin trân trọng kính mời ông. Vâng, kính thưa quý cụ, quý ông, quý bà, quý họ nhà gái cùng toàn thể quý vị khách quý có mặt trong hôn trường cưới ngày hôm nay thân mến. Lời đầu tiên, thay lời gia đình nhà trai, xin được gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Kính thưa toàn thể lời hôn, ngày hôm nay gia đình nhà trai chúng tôi rất là vui mừng và vinh dự khi được tham dự buổi lễ vô quy mừng hạnh phúc trăm năm cho hai cháu. Kể từ giờ phút này, cháu dậu chính thức là rể thảo bên gia đình nhà gái, cũng như cháu viện chính thức là dâu hiền bên gia đình nhà trai chúng tôi. Không biết nói gì hơn, xin được gửi lời cảm ơn và trân trọng kính mời quan viên họ nhà gái hãy sắp xếp thời gian cũng như là công việc để cùng đến dự bữa cơm thân mật vào chiều ngày hôm nay, cũng như là bữa tiệc chúc mừng hạnh phúc cho năm cho hai cháu được tổ chức tại tư gia nhà trai chúng tôi vào buổi trưa ngày mai. Cuối cùng, xin được chúc cho hai cháu trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Chúc cho hai nhà hai họ từ nay thông gia thân thiết, mặn mà keo sơn. Chúc cho toàn thể quý vị khách quý có bữa trưa ngon miệng, sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn.
Chúng ta quý vị thân mến, lời phát biểu của hai vị đại diện hai gia đình ngọt như mật như hoa, thơm như hương lúa tỏa ra khắp hoan trường. Xin kính chúc cho hai gia đình thông gia đoàn kết, chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm hạnh phúc. Còn cô dâu chú rể thì sao, cười tươi một tí xem nào. Đấy, cười tươi như hôm qua ấy. Quý vị có thấy không, chú rể cười thì rất đẹp trai mà cái miệng thì ngọt như xoài chín cây. Còn cô dâu của chúng ta thì đẹp tựa chị Hằng Na, từ nay không phải đi ra đi vào. Chúc cho cô dâu giờ này ôm bó hoa hồng, sang năm bằng giờ này đã có thằng cu tí bế bổng trên tay. Hôm nay hai họ đã chọn được ngày để bà con bác chúc mừng cho hai em. Không biết nói gì hơn, chỉ biết cúi đầu chào cảm tạ cho tất cả quý vị. Hai em cúi chào cảm ơn quý vị. Xin dành một tràng pháo tay cho hai em ạ. Cảm ơn quý rất nhiều. Và xin mời hai em hãy tiến lên tháp bánh để cùng chung tay các chú bánh ngọt ngào trong ngày hạnh phúc hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, quý vị có thấy không, bánh gato nó tượng trưng cho sung túc đầy đủ. Và đúng là bánh gato ngoài trắng trong hồng, chúc cho đôi bạn mặt nồng trăm năm, mong rằng cuộc sống hạnh phúc hôn nhân của hai em sau này mãi mãi ngọt ngào, ấm áp, sung túc đầy đủ như chiếc bánh gato này. In that very moment, I found the world and my life I found it. Và xin mời hai em hãy cùng chung tay rót ly sung banh tuyệt vời cho ngày hạnh phúc hôm nay. Kính thưa quý vị có thấy không, tháp liệu sừng sững núi Thái Sơn tựa ơn cha, những giọt rượu hồng ngọt ngào như dòng suối mẹ nuôi con đầu đời. Quả đúng là ơn của cha cao như non Thái, nghĩa của mẹ sâu tựa biển khơi, dù cho có đi cả một đời cũng không kể hết ơn người sinh ra. Và ngày hôm nay con của chúng tôi cũng xin được chúc cho tình thông hai nhà đoàn kết, trai anh hùng xứng với gái đảm đang, con tiên xứng với cháu rồng vừa tròn năm, mẹ đã có cháu bế bồng trên tay. Và xin mời hai mấy dâng rượu lên chân cùng hai vị đại diện của hai quý họ hôm nay. Ở bên dưới kính mong tất cả quý vị, dù là bia hay nước ngọt, cô hãy rót đầy ly của mình để cùng tung hô với tôi chúc mừng cho hai vị trong ngày hạnh phúc trọng đại hôm nay. Kính thưa quý vị, đúng là ly rượu hồng, ly trắng rượu hồng dâng lên cha mẹ hôm nay, trước hết là báo hiếu mẹ cha, sau là cảm tạ ơn sinh thành dưỡng nuôi. Con tổ chúng tôi cũng xin được chúc ông rồi lại chúc bà phúc lộc đầy nhà, con cháu an khang. Vâng, và xin mời em tiếp tục mời phía Hà Nội chúng ta. Và xin mời hai em hãy đứng vào vị trí cũ, cùng chéo tay nhau để uống ly rượu ra đôi trưa nay. Và kính mong tất cả quý vị trong hoan trường, xin quý vị hãy cùng với tôi để chúc mừng những bạn trẻ ngày hôm nay nào quý vị ơi. Và xin tất cả quý vị cùng tôi với tôi nào, 1, 2, 3, chúc mừng. Và xin mời hai gia đình hãy tiến lên phía trước một bước ạ. Xin mời hai gia đình hãy tiến lên phía trước một bước để chúc rượu cho nhau, chúc sức khỏe. Xin mời ạ.
Và xin mời hai gia đình cùng đại diện hai quý họ, chúng ta hãy tiến lên phía trước một bước để chúc điều cho nhau, chúc sức khỏe. Bởi ngày hôm nay hai gia đình của chúng ta cũng cùng trồng cây chung và ăn quả chung, với bạn trẻ cùng chung cha mẹ, cùng chung đường về. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý họ nội và ông đại diện quý họ. Xin mời chị tiến lên sân khấu để có ca khúc chúc mừng vận chuyển chúng ta trường này. Xin tất cả quý vị một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta đón chờ.